ai đang là học sinh thì điểm danh đi anh em ơi. Ngày hôm nay, chị Kính sẽ đưa anh em tới những điều bất ngờ trong trường học mà đến cả học sinh giỏi còn không biết. Let's go! Câu 1. Bài tập về nhà và thi học kỳ, cái nào quan trọng hơn? Thi học kỳ rồi đúng không nào? Bài tập về nhà thì có thể không làm, nhưng thi học kỳ thì không thể bỏ. Câu tiếp theo sẽ khiến bạn phải bất ngờ toàn tập đây nè. Câu 2. Newton và Robert Nevillis, ai là người nghĩ ra bài tập về nhà? Robert Nevillis, ông là một giáo viên người Ý đã phát minh ra bài tập về nhà vào năm 1905. Sau đó, ông đã dành tặng món quà này cho tất cả học sinh của mình và món quà ấy vẫn được ban tặng đến tận ngày nay. Câu 3. Môn khoa học và môn hóa học, môn nào khó hơn? Là môn hóa học đúng không anh em? Một môn học được học bắt đầu từ lớp 8 với những bảng tuần hoàn và những thí nghiệm mà có đến 90% học sinh Việt Nam đều sợ. Bạn có sợ môn hóa không? Câu 4. Môn thể dục và môn giáo dục công dân, môn nào quan trọng hơn? Đáp án là môn giáo dục công dân. Môn học này giúp chúng mình rèn luyện đạo đức tốt, kỷ luật tốt và biết thêm về chủ nghĩa xã hội, luật pháp của đất nước. Bạn có thích môn học này không? Câu 5. Môn tiếng Anh và môn tiếng Pháp, môn nào phổ biến hơn? Tất nhiên là môn tiếng Anh rồi đúng không nào? Tiếng Anh là môn học bắt buộc, có từ lớp 6, còn tiếng Pháp thì là môn học tự chọn cho những bạn yêu thích ngôn ngữ và văn hóa nước Pháp xinh đẹp thôi. Bạn có học giỏi các môn ngoại ngữ không? Giàu ngay trình độ bắn tiếng nước ngoài như gió xuống dưới phần bình luận nhé! Câu 6. Mỹ thuật và lịch sử, môn học nào dành cho những bạn có trí nhớ tốt? Đáp án là môn lịch sử. Môn học nghiên cứu về các sự kiện trong quá khứ có liên quan đến con người. Ở đây có bạn nào học giỏi môn lịch sử không nhỉ? Đố các bạn biết ngày 19 tháng 5 năm 1890 là ngày gì đấy? Bạn nào biết thì bình luận xuống phía dưới video nha! Câu 7. Văn học và thiên văn học, đâu là môn học không có trong chương trình học phổ thông? Là thiên văn học. Đây là những nghiên cứu khoa học về vũ trụ như các vì sao nè, hành tinh, sao chổi hay thiên hà. Bạn có thích khám phá về vũ trụ và các vì sao không? Câu 8. Câu này dành cho mấy đứa siêu giỏi toán nè. Số 1 có trước hay số 0 có trước? Đáp án là số 1 nha. Ồ, nghe thì cứ sai sai nhỉ, thế nhưng nó lại là sự thật đấy các bạn ơi. Ngày xưa, các chữ số lần lượt xuất hiện nhưng lại chẳng hề có số 0. Mãi đến thế kỷ 7, một khái niệm về số 0 mới được sử dụng ở Campuchia, sau đó lan rộng đến Trung Quốc và thế giới Hồi giáo. Câu 9. Kiểm tra bài cũ và kiểm tra 15 phút, cái nào đáng sợ hơn? Kiểm tra bài cũ. Theo thống kê thì có đến 99,83% số học sinh cảm thấy sợ hãi khi trả bài vào mỗi sáng hơn là kiểm tra 15 phút. Còn bạn thì sao? Nếu cùng team sợ trả bài thì like ngay video nhé! Câu 10. Ai đi học mà lại không biết câu này cơ chứ? Ngỗng là chỉ điểm 0 hay điểm 2? Là điểm 2 nha. Bạn đã bị ăn điểm ngỗng hay trứng ngỗng bao giờ chưa nhỉ? Chị Kính mong rằng các bạn đi học thì luôn được điểm 9, điểm 10 nha. Mà nãy giờ thì cũng hết 10 câu hỏi ngày hôm nay rồi đấy. Bạn đã trả lời đúng được bao nhiêu câu? Để lại comment về chiến tích đi nào anh em ơi. Mà xem rồi thì nhớ nhấn like video và đăng ký kênh đón xem những video mới đấy nhé. Yêu các bạn fan chị Kính rất nhiều nè. Bye bye.